Những lời cây ăn trái trồng trên sân thượng của Hoàng Long Garden phần 2, cùng em xem hết để khám phá những điểm thú vị nha. À, đây là cây me thái siêu trái. Khác với những giống me thường thấy khi trồng chậu là rụng hoa, tỷ lệ đậu trái rất kém, thì me thái siêu trái là một giống trồng chậu cho trái được. Cây này cao khoảng 2 mét. Thành gốc được trồng trong cái chậu khoảng 60 cm. Thứ hai là nhãn long, giống nhãn gợi đến tuổi thơ của rất nhiều người. Trái mọng nước, vị ngọt đậm đà. Đây cũng là một trong những giống nhãn trồng chậu cho trái rất tốt. Cây cao khoảng 1 mét, tàn khoảng 1 mét luôn. Tiếp theo là táo tàu Tiger Tut. Thích trồng táo tàu nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm thì hãy chọn giống táo tàu này nha. Bởi vì táo tàu Tiger Tut là một trong những giống táo tàu trồng chậu dễ đậu trái nhất. Nếu bạn đang tìm một giống ổi vừa có thể ăn trái ngon vừa có thể làm kiểng độc đáo thì ổi cẩm thạch là sự lựa chọn tuyệt vời. Bề ngoài lá và trái đều có viền cẩm thạch màu vàng xen kẽ xanh rất lạ mắt. Trái chín ruột đỏ hồng, thịt trái thơm mềm. Giới thiệu với mọi người, đây là giống Sapoche có thể trồng chậu cho trái tốt, khác hẳn hoàn toàn với các giống cho hoa nhiều nhưng khó đậu trái đang trôi nổi trên thị trường. Nhiều khách hàng của shop đã trồng cực kỳ thành công và đánh giá cao về chất lượng cũng như khả năng đậu trái của giống mà shop đang bán. Tiếp theo nữa là Seri Thái Chua. Ưu điểm của giống này là khả năng đậu trái rất cao, liên tục trong chậu. Tuy trái có vị chua nhưng lại rất mỏng nước, dùng làm siro, mứt, rượu, ngon hơn hẳn so với loại Seri thông thường. Cây cao khoảng 60 cm. Hoàng Long Garden có nhiều kinh nghiệm trong trồng cây trái trong chậu nên sẽ luôn đồng hành tư vấn để khách hàng đạt được hiệu quả tốt nhất.